Châu Tinh Trì bị bạn gái cũ đòi 205 tỷ đồng lý do gây bất ngờ người tình 13 năm không danh phận của Châu Tinh Trì nộp đơn kháng cáo đòi nam diễn viên chi trả 9 triệu đô la mới đây bạn gái cũ vu Văn phưởng quyết định kháng cáo khi bị xử thua Châu Tinh Trì vào hồi tháng 12 năm 2020 mươi. Cô cho rằng hiệp ước bằng miệng vẫn có hiệu lực và thẩm phán Cao Hảo Văn sai về mặt pháp lý. Theo trang HKOn, phiên tòa phúc thẩm được diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 9, cả nguyên đơn là phu Văn Phượng và bị đơn Châu Tinh Trì không có mặt mà ủy thác cho luật sư của mình. Sau khi xem xét lại bản án, phó tránh án tòa phúc thẩm, ông Quan Thục Hinh cùng hai thẩm phán là Bảo Yến Minh và Châu Ánh Tường đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của Vu Văn Phượng. Vào tháng 6 năm 2020, Vu Văn Phượng nộp đơn yêu cầu nam nghệ sĩ trả số tiền 70 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 205 tỷ đồng, còn thiếu từ nhiều năm trước đây. Cô chia sẻ trong thời gian quen nhau đã được vua Hải bổ nhiệm làm cố vấn tài chính cho công ty nhờ năng lực của mình, cô giúp Châu Tinh Trì kiếm nhiều lợi nhuận với giá trị cổ phiếu tăng vọt. Ngoài số tiền lương, Châu Tinh Trì hứa sẽ trả thêm cho tôi 10% tiền hoa hồng, tức 80 triệu đô la Hồng Kông. Thời gian đầu tôi nhận được 10 triệu và suốt từ đó đến nay đều không có đồng tĩnh gì. Tôi đã cố gắng liên hệ với anh ta rất nhiều nhưng đổi lại là sự im lặng. Cô chia sẻ. Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng các bằng chứng phía Vu Văn Phưởng đưa ra không đủ tính xác thực. Châu Tinh Trì, một mình đầu tư vào các bất động sản, vua Văn Phường có vai trò cố vấn nhưng không bỏ tiền, không chịu tổn thất về kinh tế. Lời hứa miệng của Châu Tinh Trì và Vu Văn Phượng không có tính cách ràng buộc vì được coi là hứa hẹn của hai người trong mối quan hệ yêu đương. Sau 8 năm kiện tụng, phần thắng thuộc về Châu Tinh Trì. Khi bị thua kiện, Vu Văn Phượng phải chi trả số tiền không dưới 2,5 triệu đô la. Trong khi đó, phí luật sư là 2,3 triệu đô la vì đại diện pháp lý của hai đều là bốn nhân vật cấp cao và nổi tiếng trong giới tư pháp xứ Hương Cảng. Số tiền còn lại là lệ phí trả cho tòa trong 10 ngày xét xử. Điều này khiến Vu Văn Phượng không phục và tiếp tục nộp đơn kháng cáo. Vu Văn Phượng là con gái duy nhất của Vu Kính Ba, chủ tịch của một tập đoàn kiến trúc lớn ở Hồng Kông. Cô hâm mộ tài năng của Châu Tinh Trì, và đồng ý trở thành bạn gái của ông sau lần đầu gặp gỡ vào năm 1998. Theo truyền thông Hồng Kông, không chỉ đóng vai bóng hồng trí kỷ, Văn Phượng còn là cố vấn cho Tinh Trì, giúp ông đầu tư nhiều hạng mục phim ảnh. Trong thời gian yêu nhau, Tinh Trì và Văn Phượng còn cùng nhau gom vốn đầu tư bất động sản. Tại thời điểm Tinh Trì mắc bệnh và phải nằm viện dài ngày, Văn Phượng quyết định vào viện chăm sóc anh, đồng thời thay anh quản lý công ty Star Overseas đang trên bờ vực phá sản. Với tài năng của mình, Văn Phượng không những giúp công ty khôi phục mà còn phát triển hơn rất nhiều. Sau thời gian đó, Châu Tinh Trì thực sự cảm nhận được tình cảm của Văn Phượng, chính nam diễn viên hài phải thừa nhận rằng, Vũ Văn Phượng chính là hồng nhan tri kỷ duy nhất trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2010, Văn Phượng chủ động nói lời chia tay. Lý do khiến tiểu thư họ Vũ quyết định chấm dứt mối tình 13 năm, bởi Châu Tinh Trì không có ý định kết hôn với cô. Tháng 9 năm 2012, Vu Văn Phượng đâm đơn kiện tình trì và yêu cầu công ty Anh phải trả cho cô 70 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 205 tỷ đồng. Sau khi chia tay, ngoài việc đòi Châu Tinh Trì thanh toán những khoản tiền hoa hồng mà vua Hải hứa hẹn trong thời gian hai người yêu nhau, vua Văn Phượng còn nhiều lần tố cáo những thói hư thật xấu của ngôi sao nổi tiếng. Về phía Châu Tinh Trì, Vua Hải khẳng định bản thân không hề bạc đãi với tình cũ, bởi sau khi chia tay vào năm 2010, ông vẫn vui vẻ để Vua Văn Phượng và mẹ ruột của cô dọn về sống tại căn biệt thự đắt đỏ ở Tiên Bi Cao. Thế nhưng, Vua Văn Phượng lại muốn đưa căn biệt thự này vào danh sách tài sản tranh chấp, khiến sự việc càng thêm ồn ào. Trước đó, trong khoảng thời gian 13 năm bên nhau, Châu Tinh Trì cũng trả đầy đủ các khoản lương thưởng cho Vũ Văn Phượng vì công sức mà cô đóng góp vào công ty. Hiện tại Vũ Văn Phượng là nữ đại gia có tiếng ở Hồng Kông. Sau khi cha qua đời, cô được thừa hưởng khối tài sản cách xù, lại có đầu tư kinh doanh nên vô cùng giàu có. Dù vậy, Vũ Văn Phượng vẫn sống kín đáo và xa dị.